xin chào tất cả mọi người và các bạn. Trong những thời gian mình chia tay, em đã gặp anh lớp Hyundai 40-9. Thì gần đây mình cũng ra video với lại kênh của mình đang bị giảm tương tác, chuyển sang là máy đạp bánh xích của bên cô SK330 lần rồi đang công tác làm mới. Công việc đang xuống khá lâu ra đây cô hậu vô xúc cho 5 chiếc khẩu vồn, mỗi chuyến sẽ chở được 20 khối, thời gian 5-10 phút sẽ đầy một xe. Mình đang làm một tổng được 3 cái kia đang làm cầu mới nên làm thêm. Thì sáng dịp hôm nay mình cũng chia sẻ qua luôn, rất nhiều người anh em hỏi thăm mình làm cái máy nào khỏe hơn. To thì sẽ càng đậm, máy càng nhỏ thì nó sẽ độ tinh vinh, độ cảm nhận nó nhiều hơn là máy lớn. Máy lớn là sắt nó nặng nên nó sẽ vững vàng hơn, và nó làm bánh xích thì nó sẽ làm an toàn hơn là bánh lốp, và nó sẽ đậm hơn là máy nhỏ. Mình nói như thế thôi, nhưng mà nó sẽ tùy theo cái công việc mình làm. Nói chung là mình đi làm đá thì nó không thể nào là nó êm được. Thứ nhất là âm thanh này, mình đang làm mà âm thanh nó vang lên rất là canh đêm. Hai nữa là làm đá thì luôn luôn là mình làm nó sốc, cho nên là làm đá thì máy càng lớn thì làm nó càng khỏe hơn, máy nhỏ thì làm nó sẽ sốc hơn. Còn bánh lốp thì mình làm lưu động, càng lưu động nhiều thì thời gian mình làm nhiều thì càng mệt. Bánh lốp thì mình không làm đứng một chỗ được, mình phải lưu động chỗ này chỗ kia, chạy tới chạy lui thì nó hơi sốc. Cái độ nguy hiểm bánh lốp thì nó cũng nhiều hơn, va chạm nhiều hơn. Còn bánh xích thì tùy theo công việc thôi, nên cái độ an toàn của bánh xích nó sẽ cao hơn. Giờ mình đang xúc đá tại bãi mình xúc thì người ta cũng chuyển ra đây đổ để mình rửa ra. Nói chung đá này thì mình xúc lên xe để chỗ liên nghiền xây gấp phối. Cái này chỗ đi đổ ngoài bãi kia sẽ có một cái máy búa đập, người ta sẽ đập lại, chứ không là đá này thì nó còn không lớn, nó không bỏ lọt vào hầm máy nghiền. Thì hầm máy nghiền thì nó nhỏ, kích cỡ nó nhỏ, hòn đá như thế này là bỏ vào thì nó sẽ kẹt. Nói chung thì cũng rất lâu rồi mới lên làm bánh xích, nên là cực kỳ sướng, khỏe, êm. Thì mình xúc đá bãi nên nó cũng dễ xúc. Như trong mỏ đá thì mình làm nó sẽ có nhiều độ nguy hiểm hơn. Thì trong mỏ đá mình làm thì nó cao, mỏ đá hay là hầm đá thì nó cao thì là nó hay gây ra sạt, cái vụ sạt lở sẽ chôn vùi lấp xe. Còn chỗ mình đang làm đây là đá bãi nên an toàn,